lạ, ánh trăng nơi thanh thần sơn, ngọn đèn khuya trong đêm mang bao ký ức vô lâu xưa. Thời gian trôi thoáng qua như một giấc mộng mê đắm trong lòng, hiên ngang giữa khói bụi mù khi vách rèm vào đất trời. Ngày biển kinh tư dương lửa biển đưa ta gặp nhau, tình đệ vương kéo sớm qua bao sông gió tông kim quần phòng, diệu đấng ly tiến đưa anh hùng võ ngựa môi đưa phương trời. Chia tay chung xin chào toàn thể anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nhá. Mình lại tiếp tục review cho anh em về game Võ Lâm Thiên Tuyệt Mobile. Thì ở cái clip hôm qua livestream của mình thì mình đã làm ăn Evan ở bên Thiên Tuyệt Mobile rồi. Thì mình mới ăn được có khoảng hơn 700 cái. Thì hôm nay là mình sẽ làm nốt cái clip này để ăn mắc Evan. Thứ nhất là nhận cái thưởng ở cái mốc cuối cùng xem là nó sẽ được cái trang bị như thế nào. Và thứ hai là ăn xem khoảng tầm hơn 200 cái nữa để nó xem được cái vật phẩm gì không anh em ạ. Thì hôm qua anh em thấy là mình livestream mình chỉ được có mỗi cái Võ Lâm Mật Tịch và Tẩy Thủy Kinh là có giá thôi. Còn lại là toàn Phúc Duyên với cả Phúc Duyên với Thủy Tinh là nhiều. Rồi sẽ không làm mất thời gian của anh em nữa, là chúng ta sẽ bắt đầu là mua nguyên liệu và ăn nốt cái Evan thôi. Bây giờ mình sẽ phải mua nốt cái nguyên liệu là anh em này. Hiện tại thì anh em thấy là mình đã chuẩn bị sẵn đây rồi, nhưng mà hiện tại là mình đang thiếu nguyên liệu. Đây, mình sẽ đi mua nguyên liệu cái nguyên liệu này, sau đó mình sẽ ghép cái chúng nó vào với nhau. Hiện tại là mình đã có 99 cái này, tiếp đến là mình còn 100 cái nữa. Bây giờ mình sẽ ghép nốt này, mình phải mua nguyên liệu đã anh em ạ. Mua này, mới mua ca vạn xong anh em ạ. Ca vạn nó rẻ quá nên là anh em cứ lạp kim vào anh em mua cho nó nhanh. Mình sẽ ghép lốt 50 cái. Thiếu huy hiệu 4 sao anh em ạ. Thiếu huy hiệu 4 sao. Huy hiệu 4 sao thì nó bán đắt, nó bán 270 vạn. Mắc quá. Evan này nó còn khoảng tầm hơn 20 ngày nữa nên là chúng ta cứ ăn từ từ thôi. Còn đây là mình làm mình cho nó đỡ nghiền anh em ạ, nên là tôi ăn luôn. Chứ bình thường là để cày tiếp tục thì cày thì vẫn có thể là khả năng là đủ nguyên liệu đó. Nhưng mà mình nghiền quá thì phải chấp nhận thôi anh em. Rồi mình sẽ ghép lốt này. 50 cái này. Thiếu cái gì đây? Thiếu hiệu 1 sao. Ông này bán ở đây là gặp đúng mình, khách sộp. Nhanh. Thiếu huy hiệu 2 sao à? Khả năng vẫn thiếu 3 sao. Chết rồi đó. Hết mất nguyên liệu rồi anh em ơi. Mua của mới hết nguyên liệu luôn. Nguyên liệu 3 sao đâu. Trà này hết nguyên liệu luôn này. Rồi mình sẽ mua hộp quà anh em ơi. Mua hộp quà đi. Sau đó là mình sẽ click để cho nó ra nguyên liệu vậy. Anh em đang xem cái clip này của mình thì cho mình xin một nút like và nút đăng ký kênh nhá anh em nhá. Em để ý đây, mình đang ăn nốt cái Evan Su của bên Thiên Tuyệt Mobile xem là nó sẽ ra như thế nào anh em ạ. Đây, mình sẽ ghép lốt này, 50 cái này. Không biết là mình ăn, đã ăn bao nhiêu cái rồi để mình thử xem nào. 736 mà trừ 1k thì tức là chỉ còn 240 cái nữa anh em. Thì mình sẽ mua khoảng tầm 40 cái nữa là sẽ đủ. Thiếu gì đây? Thiếu huy hiệu 2 sao.
thiếu huy hiệu 2 sao anh em ạ. Thiếu huy hiệu 2 sao này. 50 cái này. Không đủ huy hiệu 2 sao, vãi thật chứ. Biển kinh nơi hoang vu. Mẹ tôi rất ngại ghép cái nguyên cái Evan này anh em ạ. Nó rắc rối quá. Dừng chân nơi Lâm An trong trầm vang từng hồi linh vua đại chiến thơ thành. Đại lý hay tương dương lửa trần loạn. Ok. Bây giờ mình sẽ ghép lốt này. 50 cái này. Mẹ lại còn thiếu cả huy hiệu 4 sao nữa anh em ạ, bực thế chả. Múi thôi anh em ơi, thì nó còn là thiếu vài cái mà. Ồ, hôm nay ướt mẹ ra, tao là mình đã mua được. Ok, như thế là đã đủ chưa nhỉ? Anh em nào mà học giỏi toán thì tính hộ mình cái. Ví dụ như là bây giờ mình đài, bây giờ mình đã có là 737 cái. Gọi chung là 740. 740 tức là 60 cái là 800. 60 cái là 160. 160 là 900. 160 mà cộng thêm 100 là 260 à? Cái này hình như là mình vẫn thiếu anh em ạ. Như kiểu này là mình vẫn thiếu rồi. Để mình mua thêm nguyên liệu nữa anh em ơi. Khả năng là vẫn thiếu. Đại chiến thơ thành. Đại lý hay tương dương lửa trần loạn thành. Nâu quá anh em ạ, ghép cái này nó hơi cầu kỳ một chút anh em ạ. Từ phong lăng ta tìm được người thiên phú đã gặp nàng. Xin lòng câu vội phi về gian tơn. Nàng vẫn ở đây. Ok. Anh em thấy đây là mình đang ghép vợ chung là bây giờ mình ra đi đã đây anh em ạ. Ăn đeo vình đã rồi tính sau. Bây giờ mình sẽ ăn đeo vình nhá. Bây giờ mình ăn đeo vình đã anh em ạ. Ok. Mình sẽ mở cái này trước này. Ăn 200 cái này xem là nó còn thiếu bao nhiêu thì mình ra mình chế nốt anh em nhá. Đi ngồi góc này đi, ngồi góc này cho đổ anh em ạ, ngồi góc này cho đổ này. Vãi thật, nó ra cái cẩm tú quyển này, 1000 điểm. Đấy để đổi áo em ạ. Ôi trời ơi, áo địch quốc anh em ơi, áo địch quốc em ạ. Mẹ vô thủy á, hôm nay đỏ rồi. Vớ vẩn là không livestream thì vò nó ra em mình ngon. Mà mẹ cứ livestream mà nó ra cái em mình như kẹt anh em ạ, áo địch quốc. Ok, góc thần thánh anh em ạ. Ok. Tưởng nó không ra cái gì nhưng buồn lắm. Nó ra cái áo địch quốc là ngon rồi. Ê, có ông PM mình luôn đi kinh anh em này. Đỏ phết gì? Đỏ phết đi ghê chứ. Quack 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 quack. Oh fuck, đủ fuck anh em ơi, đủ fuck. Ok. Ghê 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 ghê. Đù mẹ. Dây chuyền mắc ập luôn anh em ạ. Kháng tất cả 15, kháng độc 18. Ui ôi ôi, vãi lìn. Chơi bời gì nữa tập này đây anh em. Chơi bời gì nữa. Ôi ôi, hôm nay các cụ thương anh em ạ. Hôm nay các cụ thương. Với lại cả cái bang trưởng pháp anh em ơi. Đi kíp luôn này. Ôi hôm nay vận may của tôi đến rồi anh em ạ. Đủ mơ lắm chứ. Hài thật. Nó ra cái đéo gì đây. Ôi trời ơi. Sao vậy tôi lại lại hết thế nhỉ. Sao vậy tôi lại hết thế anh em nhỉ. Ôi trời ơi. Dây chuyền con vãi. Dây chuyền kháng tất cả 15 luôn anh em ạ. Đéo tin vào mặt mắt mình luôn.
Anh em đang xem clip này thì cho mình xin một nút like anh em nhá. Anh em nào mà đang xem clip livestream này của mình thì cho mình xin một nút like video cái. Và ai chưa đăng ký kênh thì ấn nút đăng ký kênh ủng hộ giúp mình. Ui dồi ôi, hôm nay tôi mừng quá anh em ạ. Hôm nay Khả Lang lại mở tiệc ăn mừng rồi. Ôi dồi ôi, một cái áo là có một củ này anh em. Cái áo là có hơn một củ rồi. Dây chuyền này nữa vào chắc còn tầm 7 củ, 7-8 củ nữa. Ui dồi, em mình lần này là không lãi. Lãi lặng luôn anh em ạ, mà không lỗ tí nào. Sướng dê lết cả người anh em ạ. Ôi, lần này vận may của tôi đã đến rồi anh em ạ. Vận may của tôi đã đến rồi. Mẹ nó ra lắm cái này thích à. Mẹ tôi bực mình thật anh em. Nó ra lắm cái này quá, làm tôi không có chỗ để mà cất đồ nữa anh em ạ. Để tôi cất đồ phát anh em ạ. Sướng quá, trời ơi, dây chuyền ra cái gọc bội nữa thì chùm server luôn anh em ạ. Ra cái gọc bội của cái này nữa thì chùm server luôn này. Ra cái gọc bội là chùm server đó anh em. Mà xếp nít đồ VIP anh em ạ. Có 102 đó anh em ơi. À, cất bước này đi đi. Ôi ôi, sao sướng quá anh em ạ. Sướng không thể nói lên lời luôn anh em ơi. Sướng một cái mà không thể nói được lên lời nữa. Tôi đang không tin vào mắt mình luôn anh em ạ. Tôi đang không tin vào mắt mình là tôi ăn lại sao nó lại đỏ thế này. Tính toán mua Evan của cái con kia nó đỏ anh em ạ. Nó lại kết hợp với cả cái hộp của nó nữa. Ui dồi, đỏ đỏ, không nhận nó đỏ. Đỏ mà anh em, đỏ là mờ anh em. Tiếp tục nào anh em, ăn cho nó mắc nào anh em. Ôi ôi, sướng quá tôi anh em ạ, tôi run vãi trưởng. Nó ra cái dây chuyền và run. Anh em đang xem cái clip này thì cho mình xin một nút like và nút đăng ký kênh nhá. Rồi, tiếp tục nào anh em. Mới có 870 mấy cái thôi. Còn cái phần thưởng cuối cùng mình nhận nữa. Lời rồi. Ghê vãi anh em ạ. Nào ra cái ngọc bội nào anh em ơi. Kiếm cái ngọc bội nữa là ngon luôn này. Đã tham thì tham luôn tiện thể anh em ạ. Mất công tham, tham luôn tiện thể. Mất công tham, tham luôn tiện thể anh em ạ. Rồi, có sữa cho con nó bú rồi anh em. Nào nhảy thêm cái ngọc bội nữa nào cho nó đẹp nào. Ok, 974 thì mình còn thiếu là 16 cái nữa anh em ơi, 16 cái nữa để mình đi chế nốt 16 cái anh em ơi. 16 cái để mình chế nốt 16 cái này. 16 cái này. Ok này, này này là mắc này anh em này. Mắc luôn. Nào chúng ta cùng chờ đợi cái phần thưởng cuối cùng. Em soi dây à, anh em thấy tôi ăn một cái anh em chạy lên ngay, ghê thật. 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, ờ vẫn thiếu anh em ạ. Vẫn thiếu 9 cái nữa anh em ơi. Thiếu 9 cái nữa. Ui dồi. Nó ra ngọc bội nữa thì ngon anh em ơi. Ra ngọc bội là đủ set luôn anh em ạ. Ra ngọc bội là ngon luôn. 9 cái nữa này. Đủ không? Thiết mẹ hết xu anh em ơi, hết xu. Hết xu mới đau. Để đi mình đi rút rút tí xu anh em ạ. Hôm nay lời rồi. Hôm nay ra dây chuyền là tôi lời rồi anh em ạ. Khỏi bàn cãi gì nữa. Quá lời rồi. Quá hồi hộp anh em ạ. Khá là hồi hộp luôn. Đúng là vận may hôm nay bàn tay vàng. Hôm nay đập Evan có khác anh em ạ. Bàn tay vàng. Đúng hôm nay là bàn tay vàng của tôi rồi. Bàn tay vàng nó mở Evan nó phải vậy anh em ạ.
xin lòng cầu vội phi về gian tơn. Nàng vẫn ở nơi hẹn thề. Bàn tay vàng nó phải vậy chứ anh em, chứ không phải bàn tay bình thường nữa rồi anh em. Hôm nay tôi được xếp vào loại bàn tay vàng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ mua thêm 9 cái là đủ này. Quan trọng là mở cái cuối cùng thôi anh em ạ. Quan trọng là mở cái cuối cùng đây này. Quan trọng là mở cái cuối cùng. 1 2 3 4 5 6 7 8. Cái cuối cùng anh em ơi. Cái cuối cùng mình thoát ra vào lại cái cho nó đổ này. Thoát ra vào lại cho đổ anh em ạ. Anh em đang xem cái clip này của mình thì cho mình xin một nút like và nút đăng ký kênh nhá anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều đã ủng hộ mình. Anh em ủng hộ mình nên mình mới đỏ như thế đấy anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ bấm đếm đến 3 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ui trời ơi, buồn quá anh em ạ, được 5 tỷ IP thôi. Ôi được cái này thì thế là cũng lời rồi anh em ạ. Thế này cũng lời rồi. Trang bị vào em nào. Khá tất cả 15, xin được một nội lực khá cao luôn anh em ạ. Khá ok rồi. Đúng là một phần thưởng này rất là tuyệt vời đối với tôi. Đang một cái dây chuyền. Chính cơm anh hùng. Thiếu cái gặp bội nữa anh em ạ. Thiếu cái gặp bội nữa. Ok, bây giờ mình xin phép là kết thúc video ở đây. Anh em xem hết video này cho mình xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo. Bye anh em rất nhiều.